thôi để tình yêu xây dựng đổi mới. Đừng giao bán lỗi người, cũng đừng lên án kết tội, vì chỉ có tình yêu là sức mạnh chinh phục anh. Xây dựng hãy nhìn vào chính lòng của con, là do lòng thương yêu hay do lòng tị hiềm ghen ghét. Vì không tình yêu thương, những lời con chỉ là thuốc độc, lời che đậy tim con là kẻ đạo đức dạ ma thôi. Thì hãy đi sửa lỗi lầm, mình con với họ thôi để tình yêu xây dựng đổi mới. Đừng giao bán lỗi người, cũng đừng lên án kết tội, vì chỉ có tình yêu là sức mạnh chinh phục anh. Nếu vì tình yêu mà sửa lỗi thì con đừng quên con đã bao lần là người tội lỗi. Để khiêm nhường thống hối khấn cầu Chúa ban lời của Ngài, để con gặp anh em bằng chính tình của Ngài thương con. Và kêu cầu danh Cha, người sẽ nhận những